Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Đại Vlog. Và chủ đề ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một chiếc máy mài. Chắc là các bạn cũng không xa lạ gì với chiếc máy mài trên màn hình rồi. Đây là chiếc máy mài Makita 9553B. Dòng 9553B thì công tắc của nó là công tắc đuôi. Đó. Còn 9553LB thì công tắc sẽ là công tắc gạt ở bên trên đây. Chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về một cái vấn đề rất là hay, đó là khởi động mềm. Về cảm quan bên ngoài thì chiếc này nó cũng giống như các chiếc Makita 9553B bình thường thôi, không có một cái gì khác cả. Những điểm khác biệt nó nằm ở bên trong. Và điểm khác biệt như thế nào thì bây giờ mình sẽ cắm điện cho các bạn xem. Các bạn để ý nhá. Bật này. Tắt này. Đó, các bạn thấy chưa? Bật này. Đó. Mình sẽ đặt máy một chỗ và bây giờ mình sẽ bật điện cho các bạn xem. Máy nó không hề bị giật ở cái khởi động. Đó. Đó, các bạn thấy hay chưa? Và bây giờ mình sẽ tháo cụ thể chi tiết vì sao máy này lại có khởi động mềm. Và nếu các bạn quan tâm tới cái khởi động mềm này thì các bạn có thể xem cái đường link mình để ở phần mô tả. Cái linh kiện này mình mua ở một trang web của bên China. Giá hình đâu đó là khoảng hơn 100.000 một chiếc. Và bây giờ mình sẽ tháo chi tiết cho các bạn xem. Máy này của mình sử dụng thì mình cũng chưa có thời gian để mình vệ sinh nên nó hơi bụi bặm, thì mong các bạn thông cảm nhé. Đây là cấu tạo bên trong của một chiếc 9553B này. Thì đối với một chiếc máy như thế này, ở bên trong của nó, đây các bạn nhìn này, đây chính là cái con linh kiện khởi động mềm mà mình đã lắp thêm vào này. Thì cái khởi động mềm mình lắp rất là đơn giản thôi các bạn ạ. Khởi động mềm ở trên thị trường thì nó có hai loại, một loại là 3 giây và một loại là 2 giây. Thì đối với cái khởi động mềm này mình sử dụng là loại 2 dây. Các bạn nhìn nhé, đây là một cái sợi dây. Sợi dây này là đi vào trong khởi động mềm này. Đó, và đây là đi vào motor, đi vào động cơ đó. Và sợi dây thứ hai, đấy, đường luồn vào trong này, thì nó sẽ đi vào công tắc. Tức là cái khởi động mềm này đấu lối tiếp, đấu lối tiếp và đấu sau công tắc. Các bạn nhé, đấu cực kỳ là đơn giản thôi. Ở cái phiên bản 9553B của hàng nhái thì mình không rõ, nhưng mà đối với hàng xịn như thế này mình sẽ lôi ra cho các bạn xem nhé. Đối với chiếc 9553B hàng xịn như thế này thì zin của nó ở bên trong đây, zin ở bên trong đây là cái một cái hốc. Và trước khi đặt mua mình đã đo thông số kích thước của cái hốc này và mình đã đặt mua một cái linh kiện này. Cái khởi động mềm này của mình có chỉ số là 20A, 250V AC và tần số là 50Hz. Thì các bạn nhìn nhé, nó chỉ có hai cái dây này thôi. Đấu cực kỳ là đơn giản. Và mình đã chọn lựa cái kích thước vừa khít vào đây. Đó, kích thước vừa khít. Đút vào như zin luôn. Đó, vậy là xong. Để cái đường dây nó gọn vào một chút. Vậy là mình đã có một chiếc khởi động mềm rất là ngon. Đó, 9553B đã có khởi động mềm và chi phí chỉ có hơn 100.000 một chút thôi, quá rẻ. Các bạn thấy chưa? Và bây giờ mình sẽ khởi động lại cho các bạn xem. Đó. Đối với một chiếc khởi động mềm mà có công suất là 20A như thế này ấy, thì các bạn có thể chạy những cái con máy cắt sắt trên 2.000W đến 3.000W vô tư luôn các bạn nhé. Đó. Các bạn nghe không nhầm đâu. Đối với những cái con mà có khởi động 20A như này thì các bạn chạy được các cái máy cắt sắt bàn có công suất từ 2.200 đến 3.000 thoải mái, vô tư luôn. Tiếp theo đó là khi các bạn lắp thêm cái khởi động mềm này, nó sẽ cao hơn một chút. Thì ở bên trong cái
cái này này, nó còn gọi là cái khe gió tản nhiệt ở bên đây. Vì bên đây nó là công tắc thì mình phải lắp sang bên đây như các bạn nhé. Thì đối với một cái vị trí như thế này thì như các bạn nhìn ở bên trong nhé, nó có một cái gờ nhựa nó hơi lồi ra một chút, thì khi các bạn lắp vào thì các bạn mài cái gờ nhựa ấy đi. Đây này, mình đã mài cái gờ nhựa rồi. Và hiện tại là mình đã mài cái gờ nhựa này đi một chút này, thì các bạn có thể mài bằng cách là dùng cái mỏ hàn hay là một cái thanh sắt lung nóng lên, các bạn dí vào đây cho nó mòn bớt đi, sau đó là dùng dao nhọn để gọt. Và hiện tại là mình đã gọt cho nó mỏng cái này đi và đút ở đây rất là ngon. Thì thao tác rất là đơn giản, một cái chi phí quá là hợp lý cho một cái tính năng khởi động mềm như thế này. Trong khi đó là các bạn muốn có khởi động mềm như này, đồ zin của hãng thì nó rất là đắt, nó cực kỳ là đắt luôn. Mình nhớ đâu không nhầm nó phải đắt lên tầm khoảng 400-500 nghìn thì nó. Tất nhiên là mã máy thì nó khác, nhưng mà để mà có tính năng đấy thì nó phải cao hơn tầm 400-500 nghìn một chiếc. Đó, vậy là mình đã lắp vào đẹp như zin. Thì khi mà lắp vào ấy, thì các bạn nhìn ở trong cái khe tản nhiệt này, nó có một cái miếng nhôm, chính là cái miếng nhôm để tản nhiệt cho cái khởi động mềm. Và khi mà mình đã sử dụng cái khởi động mềm này rồi đấy, thì mình đánh giá là rất là ngon, rất là ngon luôn, chi phí lại hợp lý. Hiện tại là tính từ cái lúc mà mình đã lắp cái khởi động mềm này, mình phải dùng được tầm 1 tháng rồi, mình thấy rất là ngon và nay mình đã chia sẻ cho các bạn. Đó. Và tiếp theo đó này, đây là một chiếc máy chạy đá là 100 mini. Và hiện tại bây giờ mình đã độ cho nó là chạy đá 125. Mình sẽ tháo cho các bạn xem này. Bởi vì cái này mình hay sử dụng, mình cắt các thứ đấy. Nhiều khi cái đá 100 mini nó rất là bất tiện, nó cắt vào trong các cái khúc hẹp rất là khó. Và mình đã sử dụng cái này 72mm này. Trên đây thì mình chưa nhìn thấy thông số. Mình sẽ lấy một chiếc đá mới tinh. Đây là chiếc đá mới tinh này, mình sẽ lắp vào cho các bạn xem này. Đó, đẹp luôn. Và bây giờ mình sẽ đo kích thước cho các bạn xem cụ thể này. Đó, các bạn nhìn thấy giờ đây là 100 này, chỗ này là 101, chỗ này 102, đây là 125mm các bạn nhé. Đó. Và khi mình sử dụng cái này thì nó xảy ra một cái vấn đề, đó là cái cối ở bên trong đây. Đây là cái mặt phải của nó này. Đó. Thì cái này nó chỉ phù hợp với đá là 100 thôi. Thì khi mình sử dụng cái này đấy thì mình phải lộn ngược lại. Nhưng mà khi mà lộn ngược lại thì bên trong đây, cái vành bên trong nó vẫn nhỏ hơn cái lỗ bên của cái đá cắt. Nên mình đã phải chế mà mình hàn thêm một cái đường cho nó lổi to ra. Thì khi mình lắp vào đây mình thao tác nó rất là nhanh. Đó. Nó sẽ đồng tâm rất là nhanh luôn. Đó. Mình lắp vào. Đó. Và tiếp theo đó, để làm ra một cái bảo vệ thì mình cũng phải mua một cái bảo vệ. Đây là cũng là bảo vệ zin của hãng luôn, sử dụng cho đá 125. Nhưng cái vấn đề tiếp theo đó là cái đường kính ở bên trong đây này. Hãng họ thiết kế là lắp cho máy to hơn, nên là cái đường kính ở bên trong đây cũng to hơn. Thì mình sẽ phải xử lý nhé, để mình bóp cái này cho nó bé, nó gọn hơn. Thì mình đã xử lý bằng cái cách là mình đã cắt cái vỏ này cho nó nhỏ đi. Tại vì cái này đường kính của nó, zin của nó là cho máy 125 nên là nó to. Nên là mình đã tháo ra, mình cắt, mình bỏ cái vòng này đi và mình lấy cái vòng của cái chắn zin là 100. Thì mình đã hàn vào đây. Đó. Mình sẽ tháo chi tiết cho các bạn. Đó. Đây các bạn chú ý này, đây là các cái vết mình cắt, mình hàn này. Đó. Thì mình lấy được cái này gọi là cái đai zin của cái chụp chắn bụi 100 ấy. Là mình đã cắt và mình hàn vào đây. Vậy là ok. Nói chung là từ khi mình sử dụng cái khởi động mềm này và mình sử dụng cái đá 125 này, mình cắt thấy nó rất là dôi và rẻ. Mình mua cái này với giá là 6.000 một chiếc. Không biết là chỗ các bạn bán như nào, nhưng mà chỗ mình bán cái này là 6.000 một chiếc. Và mình thấy cái đá của hãng Sư Tử này cắt rất là ngọt luôn. Cắt cực kỳ là ngọt.
và cái tiết diện của nó cũng không bị dày quá và cũng không mỏng quá, mình cắt rất là sướng luôn, cực kỳ là ngọt. Kể cả cắt inox hay sắt dày hay các thứ mình đều dùng cái đá này hết, thực sự là cắt rất là ngon mà giá lại rẻ và nó dôi. Còn nếu mà dùng cái đá 100 thì chỉ cần cắt một chút thôi nó đã mòn hết cái chỗ này phần lưỡi rồi, thì mình cắt rất là khó. Tiếp theo đó mình sẽ giới thiệu cho các bạn, đây là một chiếc khởi động mềm này. Cái khởi động mềm này thì kích thước nó to hơn cái khởi động mềm ở bên trong máy mà mình đã lắp nhé. Thì cái này có thông số là 15A và 250V. Thì mình tính là mình mua cái này để mình lắp cho cái máy cắt sắt bàn của mình. Đó, mình có một chiếc máy cắt sắt bàn LVK1401 của Makita, công suất là 2200. Thì mình cũng đặt một cái này về. Cái điều mình chưa có thời gian làm thì khi nào mình làm mình sẽ quay clip cho các bạn xem về cách làm. Nói chung là cũng rất là đơn giản thôi, chỉ việc đấu lối tiếp sau công tắc sẽ có khởi động mềm thôi. Và với 15A này thì nó chịu tải cái công suất là 2200, cũng vô tư luôn. Đó, đấu thì cực kỳ là đơn giản. Mình xin nhắc lại là các bạn nó muốn mua cái con khởi động mềm này thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả. Thì các bạn có muốn đặt hàng có thể vào trang web của bên Trung Quốc đó đặt hàng các bạn nhé. Video mình xin kết thúc tại đây. Các bạn thấy hay thì hãy like, đăng ký và chia sẻ để mình có động lực làm thêm các clip tiếp theo cho các bạn xem nhé. Xin chào các bạn.